chào quý vị. Bây giờ là thời gian của bản tin an ninh cận cảnh với những tin tức an ninh trật tự an toàn xã hội vừa cập nhật. Bây giờ là nội dung chi tiết của bản tin. Mời quý vị cùng theo dõi. Công an huyện Căn Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên lợi dụng các xe ô tô sơ hở khi dừng đậu để thực hiện hành vi trộm cắp hộp đen. Theo đó, nhóm đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Diệt Hòa, Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Trăng Hậu và Võ Thành Nam. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã trộm 16 hộp đen khác trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Quế với tổng giá trị khoảng 460 triệu đồng. Quá trình mở rộng vụ án xác định, các đối tượng bán tài sản trộm được cho Phan Thị Phượng, sinh năm 1977, trú tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Công an quyền Can Lộc cũng đã liên lạc với các bị hại để tố giác tội phạm và nhận lại tài sản. Chiều ngày 4 tháng 10, trong lúc tuần tra trên vùng biển Sóc Trăng, cách cảng cá cả Trần Đề 15 hải lý, hải đội 2, Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng phát hiện phương tiện mang số hiệu SJ8148 gặp sự cố và 6 thuyền viên đang trôi dạt trên biển. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cán bộ hải đội 2, biên phòng Sóc Trăng đã triển khai các phương án cứu nạn. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, tàu của đơn trị đã cứu vớt được 6 thuyền viên lên tàu an toàn và đưa vào cầu cảng Hải đội 2 biên phòng lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Bộ đội biên phòng Sóc Trăng đã cử quân y đơn vị thăm khám sức khỏe ban đầu cho các thuyền viên. Hiện sức khỏe của các thuyền viên đều khỏe mạnh. Ngày 5 tháng 10, Công an quyền Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quyền vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Đức Triệu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an quyền Cẩm Xuyên đã phá thành công chuyên án đấu tranh với đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bắt giữ thành công Nguyễn Đức Triệu, sinh năm 2000, trú tại thôn Đỗ Hạ, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Quá trình đấu tranh ban đầu, Triệu khai nhận bằng thủ đoạn đăng tải các bài viết trên các hội nhóm xe giường nằm trên mạng xã hội Facebook về nội dung nhận đặt cọc tiền vé xe của nhà xe có trụ sở tại huyện Quế Chỏ, tỉnh Bắc Ninh, nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền đặt cọc. Sau khi lừa được tiền đặt cọc vé xe của các bị hại, Nguyễn Đức Triệu tiếp tục dùng các thủ đoạn dụ dỗ bị hại như chuyển thêm tiền để lấy lại tiền, sai cú pháp nội dung chuyển tiền bằng các thủ đoạn trên, từ tháng 4 năm 2024 đến tháng 9 năm 2024, Nguyễn Đức Triệu đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt đối với hàng trăm người trên địa bàn khắp cả nước với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Hiện công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục đấu tranh điều tra mở rộng vụ án. Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về việc bắt tạm giam Phạm Đức Anh, 37 tuổi, ngụ tại phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, nhân viên của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, công an xác định, đầu năm 2021, Phạm Đức Anh, dù không có thẩm quyền trong việc điều chỉnh cập nhật quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Đồng Nai, nhưng đã đưa ra thông tin trang dối, cam kết sẽ làm được quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cho ông H, ngụ ấp suối sóc xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, Do tin tưởng nên ông H đã đưa cho Phạm Đức Anh số tiền 2 tỷ đồng nhờ làm quy hoạch. Sau khi nhận tiền, Phạm Đức Anh sử dụng để chi tiêu cá nhân và không thực hiện như cam kết. Ông H sau đó đã làm đơn tố cáo đối tượng này đến cơ quan công an. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. Công an thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh thông tin, công an phường Châu Khê đã tiếp nhận đơn phản ánh của một nam tài xế về việc bị nhóm người chặn đường hành hung từ ngày 2 tháng 10 khi đang lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn qua phố Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam tài xế bị nhóm người chặn đường hành hung. Theo nội dung được ghi lại trong clip, vụ việc xảy ra vào lúc 8 giờ 10 phút ngày 2 tháng 10, trong lúc xe ô tô con biển 99A dược xe ô tô con của nam tài xế nói trên đang dừng đổ bên đường. Đúng lúc chiếc xe này tiếp tục lưu thông gây ách tắc giao thông, tuy nhiên chỉ vài phút sau, khi xe của nam tài xế về đến nhà, nhóm người trên xe và một số người quen đi cùng đã chặn đường, lao vào hành hung tài xế, điều khiển xe phía sau. Hiện công an thành phố Từ Sơn đang giao cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đến tiếp nhận hồ sơ để điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh An Giang đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại cửa hàng điện máy xanh nằm trên phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên. Thông tin ban đầu, người dân ở cạnh cửa hàng điện máy xanh ngửi thấy mùi khét liền ra kiểm tra thì phát hiện phía sau cửa hàng có rất nhiều khói nên đã nhanh chóng đập cửa, gọi hai bảo vệ bên trong báo cháy. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động 11 xe chữa cháy, hai xe chở phương tiện, 6 máy bơm cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ lực lượng địa phương và người dân tích cực tham gia chữa cháy. Khoảng 1 giờ sau ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Theo tính toán sơ bộ quản lý của cửa hàng, số hàng bên trong có giá trị khoảng 18 tỷ đồng và 260 triệu đồng tiền mặt. Đám cháy cũng làm ảnh hưởng ba hộ dân lân cận. Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Thưa quý vị và các bạn, liên quan tới những thông tin mới nhất về vụ án liên quan đến công ty cây xanh Công Minh mà cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vào ngày 8 tháng 5 2024. Chiều ngày 4 tháng 10, Bộ Công an cho biết đến nay hệ thống của công ty Công Minh đã tham gia đấu thầu và thực hiện trên 600 dự án trên địa bàn 63 tỉnh thành phố với tổng giá trị khoảng 3.500 tỷ đồng. Hiện cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị và được diện kiểm sát nhân dân tối cao gia hạn điều tra vụ án lần thứ nhất. Bộ Công an cho biết đến nay cơ quan điều tra xác định công ty cây xanh Công Minh đã thông đồng với chủ đầu tư để thực hiện tham gia vào việc xây dựng các gói thầu từ giai đoạn lập dự án, xây dựng tổng mức đầu tư dự án. Các đối tượng đã nâng giá trị vật tư vật liệu dùng cho dự án cao hơn so với giá trị thực tế. Sau khi giá gói thầu được phê duyệt, công ty Công Minh sẽ được chỉ định thầu hoặc sử dụng các nhóm công ty trong hệ sinh thái của công ty công minh tham gia đấu thầu và được trúng thầu. Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi sai phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã tiến hành trao trả tài sản bị cướp giật cho ông Philip Nelson và vợ là bà Joan Shaw, quốc tịch Anh. Trước đó, vào trưa ngày 3 tháng 10, khi vợ chồng ông Philip Nelson đang đạp xe trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, thì bất ngờ có một thanh niên chạy xe máy áp sát, rồi giật ba lô mà ông Philip Nelson để trước giỏ xe. Bên trong ba lô có khoảng 800.000 đồng, một điện thoại di động hiệu Samsung, máy ảnh, bằng lái xe ô tô, tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 80 triệu đồng. Qua trích xuất camera truy vết, xác định võ thành trung 27 tuổi là nghi can chịu cướp giật tài sản. Sau khi cướp, Trung quay đến đường Nguyễn Hội, Phan Thiết, bán chiếc điện thoại cướp được, lấy 1,5 triệu đồng, rồi chạy xe về nhà ở thị trấn Lương Sơn, Bắc Bình. Trưa ngày 4 tháng 10, tức khoảng sau 24 giờ gây án, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Phan Thiết phối hợp với công an Bắc Bình bao dây và bất ngờ ập vào nhà bắt nóng trung thu hồi số tài sản còn lại. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết đã ra quyết định tạm giữ hình sự võ thành trung để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an huyện Con Cuông triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Pokeo, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do các đối tượng người nước ngoài chủ mưu cầm đầu dưới hình thức lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, bước đầu đã bắt giữ 5 đối tượng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân Việt Nam. Năm đối tượng bị bắt giữ trú tại các huyện Con Cuông, Tương Dương, tỉnh Nghệ An gồm Kha Giang Úc, 22 tuổi, Vi Văn Linh, 21 tuổi, Vi Thị Lệ, 22 tuổi, cùng trú huyện Con Cuông, Lộc Văn Tào, 23 tuổi, Lương Văn Hiền, 23 tuổi, cùng trú tại huyện Tương Chương. Các đối tượng trên làm việc tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Keo, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Do các đối tượng nước ngoài cầm đầu với nhiệm vụ tạo đăng tải các hình ảnh đời sống độc thân giàu có lên mạng xã hội, sau đó kết bạn nhắn tin nói chuyện, tạo mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng với các con mồi đã được chọn sẵn. Từ đó dụ dỗ các nạn nhân tham gia đầu tư vào đồng tiền ảo do các đối tượng tự tạo lập nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tính chất chuyên nghiệp cùng với lời hứa an toàn tuyệt đối khi làm việc từ các ông chủ ngoại quốc, cho nên các đối tượng đã rất ngạc nhiên, bất ngờ khi vẫn bị công an Nghệ An bắt giữ. Lúc đầu mình nhận tin hỏi tên tuổi và cả ở đâu, sau được báo một ngày mới quan hệ với đường và nhắn tin yêu đương xong rồi rủ bố ạp đầu tư thế nào ông chủ có bảo là làm an toàn không sở công an bắt bất ngờ công an nghệ an bắt đấy là một trong những cái thủ đoạn điển hình phổ biến mà các đối tượng sử dụng để lừa đảo người dân trong giai đoạn hiện nay à, thì đấy là hoạt động của tội phạm chuyên nghiệp không phải một hai đối tượng mà là có cả cái băng nhóm tội phạm ở, bên kia bên dưới nó lừa đảo theo kịch bản có sẵn. Cơ quan công an xác định với thủ đoạn lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, có vụ việc chỉ tính riêng hai đối tượng Khai Trang Úc và Vi Văn Linh đã lừa đảo một nạn nhân số tiền hơn 18,6 tỷ đồng. Đáng nói, điểm chung của tất cả các nạn nhân bị nhóm đối tượng này lừa đảo đều xuất phát từ sự thiếu hiểu biết nhẹ dạ cả tin, hám lợi nhuận cao trong kinh doanh đầu tư tiền ảo. Phải tuyệt đối phải nâng cao cảnh giác với các cái mối quan hệ trên mạng xã hội. Thứ hai nữa là phải cảnh giác với những cái lời rủ rê đầu tư với lời lời nhuận cao. Và một điều nữa là không có kiến thức về lĩnh vực gì thì đừng có bỏ tiền vào đó đầu tư. Hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố năm đối tượng trên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án. Của bản tin là thông tin thời tiết hôm nay tại một số tỉnh thành trong khu vực. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng An ninh cận cảnh. Quý vị cũng có thể xem lại bản tin này vào lúc 14 giờ 50 phút hôm nay trên sóng truyền hình hoặc xem ngay trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.